Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em có test hai con lọc màu đen này anh em nhé, của DBX mang nhãn hiệu 231 cho hai bác khách. Anh đầu tiên, anh tên là Văn Tám, anh ở Hà Nội anh em nhé. Giá là 1.400.000 đồng. Đó. Anh thứ hai, đó là anh Đoàn Quốc Trung, anh này anh ở Bình Thuận. Đó, giá là 1.400.000 đồng. Hai con lọc xì DBX 231 này của bên em. Bác lấy. Giờ thì em sẽ bóc anh em nhé. Đây hộp của nó đây. Vừa rồi bóc hộp ra trước. Đấy. Mới kinh con luôn anh em nhé. Đấy, vẫn đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng cho anh em này. Ok chưa? Đó, đầy đủ sách hướng dẫn nhé. 231 DBX đúng không ạ? Đây dây nguồn đây. Thương hiệu DBX luôn. Đó. Anh em nào hiểu tiếng Anh em vào anh em tìm hiểu anh em nhé. Giờ thì sẽ test cho hai bác luôn. Đó. Sẽ mở nhạc lên này. Đó. Em sẽ cho một bản nhạc lên anh em nhé. Đó, sẽ cho một bản nhạc. Cho một bản nhạc. Cho bản nhạc không lời lên. Đó rồi. Ok ạ. Đó. Tăng lên này, đây là ga anh em nhá. Đó. Đấy, tăng lên này. Ở đây là đang để tới tận cùng rồi nhá anh em nhá. Bây giờ mới tăng lên này. Tăng lên này, nghe khác ngay này. Anh em nghe ạ. Đó, nghe bắt đầu nó khác rồi đấy. Lên nhá. Lên check à. Đó, lên check à. Ủa chưa? Đó, đây là kênh 1 anh em nhá. Đến kênh 2 này. Đó, kênh 2 này, cần của nó rất là nhạy. Đó, kênh 2 bắt đầu lên này. Đó, khác chưa? Khác biệt hoàn toàn chưa? Khác biệt hoàn toàn chưa? Đó, check lên này. Bát lên này. Đó, rất là nhạy anh em nhá. Đó. Quá uy lực luôn đúng không ạ? Cái nút và bypass này là sử dụng hay không sử dụng nhá? Nhả ra này. Nhả ra tiếng nó rất tối đúng không ạ? Nhả ra tiếng nó rất là tối, nhấn vào này. Đó, nghe rất là uy lực. Đó, tăng bass lên này. Ok chưa? Đó, tăng check lên này. Đó, nhả ra này. Nghe nó quá là yếu anh em nhá. Nghe nó không được lực, tiếng bass, tiếng check nó không được lẩy, đúng không ạ? Tăng lên này. Khác biệt hoàn toàn chưa? Đó. Quá ok đúng không ạ? Đang chơi với một cặp loa bass 30. Cặp loa này đang bán với giá 8 triệu anh em nhé. Đó, cặp loa này đang bán với giá 8 triệu. Quá chất đúng không ạ? Đó. Quá. Giảm bass xuống rồi. Giảm bass xuống để nghe nó không lực luôn anh em nhé. Nghe chán luôn. Đó. Nghe chán là tăng lên này. Đây là đang thử xem độ nhạy của các cần này anh em nhé. Đó. Đó. Đây là thử xem độ cần, độ nhạy của những cái cần này qua dưa này. Check này. Ok chưa? Là rất là nhạy. Cái răng gơ này là tăng giải trầm lên anh em nhé. Đó, nhả ra là không tăng này. Nhấn vào này. Đó, nhấn vào nghe khác biệt hoàn toàn luôn. Lao cắt là cắt cái giải trầm của mình đi. Nhấn vào là nó sẽ cắt cái giải trầm đi anh em nhé. Đó. Bình thường cái nút này chúng ta nhả ra và tăng cái nút răng gơ này lên thì nghe nó sẽ rất là hay, là ok. Đó. Đây là ga này, ga đầu vào này. Ok chưa? Đó. Chung là tiếng rất là sáng. Chơi trên cục đẩy H500 anh em nhé. Cục đẩy này thì bên em đang bán với giá là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cục đẩy H500 này. Công suất 500W. Chơi căng một cặp loa bass 30 luôn. Đó. Thì hôm nay đó.
hôm nay nhân đây thì là làm cái video đó, test hàng và gửi đi cho bác. Đó, giờ thì xin phép anh em, em sẽ dừng video ở đây và em sẽ test lốt cái con lọc này cho một bác khách nữa anh em nhé. Anh em xem video thấy hay nhớ like ủng hộ kênh cho em. Bác nào có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp em qua số điện thoại bên dưới. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.